Ngày 2 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa lập hồ sơ xử phạt 5 nhóm báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Thông tin ban đầu, Công an phát hiện nhiều fanpage, hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội có hành vi thông báo vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khác. Số lượng thành viên của các nhóm này rất lớn, từ 500 đến 10.000 người. Trong đó có các nhóm như Hội Lái Xe Lâm Đồng, VOV Lâm Đồng, VOV Đà Lạt. Trước tình hình trên, các đơn vị liên quan xác định 5 đối tượng trú tại huyện Đức Trọng là các quản trị viên của các nhóm kín trên. Tại cơ quan công an, 5 người đã thừa nhận hành vi. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trưởng nhóm là T và M, đều 38 tuổi, về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền phạt hai trường hợp này là 15 triệu đồng. Các phó nhóm bị xử lý bằng hình thức răn đe, cảnh cáo. Đồng thời, cơ quan công an đã thực hiện vô hiệu hóa 5 nhóm kín có hoạt động báo chốt giao thông, có số lượng hơn 10.000 thành viên.